bảo lãnh cha mẹ một công nhân hoa kỳ có thể bảo lãnh cho cha mẹ định cư tại hoa kỳ cha mẹ là quan hệ trực tiếp visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận hồ sơ của quý vị sẽ được gửi đến trung tâm chiếu kháng quốc gia nvc để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của quý vị được phỏng vấn tại lãnh sự quán hay đại sứ quán hoa kỳ nơi mà cha mẹ quý vị đang sống văn phòng, phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn thành hồ sơ mà sở di trú yêu cầu chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian sở di trú cứu xét hồ sơ nếu sở di trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung văn phòng, phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết hay chữ ký của cha mẹ quý vị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh một cách nhanh nhất Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được sở di trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm, thường thì khoảng 4 đến 6 tháng. Giấy tờ yêu cầu: bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ, bản sao giấy hôn thú của cha mẹ nếu đang bảo lãnh cho cha, khai sinh của quý vị, giấy xác nhận đổi tên nếu có. Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho sở di trú là 420 đồng. Tuy nhiên, mức phí này tính đến năm 2013 và có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết được mức phí tại thời điểm hiện hành. Báo trợ tài chánh và thủ tục tại Trung tâm Chiếu kháng Quốc gia NVC. Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ quý vị được sở di trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung tâm Chiếu kháng Quốc gia NVC để cứu xét. Người bảo lãnh cần nộp bộ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Văn phòng, phòng của chúng tôi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam sẽ chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để nộp cho NVC sớm nhất. Chúng tôi sẽ tư vấn về hồ sơ bảo trợ tài chính và chuẩn bị hồ sơ thật hợp lệ. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình hồ sơ của quý vị tại NVC cho đến khi hồ sơ của quý vị được hoàn tất. Bảo trợ tài chính. Người bảo lãnh cho cha mẹ của quý vị phải nộp bộ bảo trợ tài chính để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bản hướng dẫn tài chính nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ và người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bản hướng dẫn. Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chính cho đến khi phỏng vấn là từ 3 đến 6 tháng. Phí trả cho NVC là 88 đồng cho người bảo lãnh và 230 đồng cho mỗi đương đơn. Tuy nhiên, mức phí này tính đến thời điểm năm 2013 và có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết được mức phí tại thời điểm hiện hành. Giấy tờ yêu cầu cho người bảo lãnh. Bản sao thuế thu nhập gần nhất bản sao ba cù lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh nếu bạn làm chủ bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của bạn